Kính thưa quý vị, mới vừa qua, Hồng Loan có một buổi họp báo đã công bố tiết lộ nguyên nhân đuổi mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà. Trong trong 49 ngày con cũng có đây nghe những chuyện là kể về đời tư của Loan và nói xấu ba, nói xấu đời tư Loan này nọ, thì nói chung nó thì buổi họp báo gồm có người nhà của Hồng Loan là cháu Võ Thành Mỹ, là con của bác Tư, anh của bà Loan, Bùm Bùm con của chú Bảy, sẽ nói lên tất cả những nguyên nhân đuổi cô Sáu và Phượng Rùi ra khỏi nhà. Hồng Loan cho rằng để cô Sáu và Hồng Phượng ở trong nhà gây sự nguy hiểm và áp lực cho con cháu trong nhà hiện nay, vì với lý do là cô Sáu và Hồng Phượng đem những thứ tâm linh rùng rợn về nhà để lên bàn thờ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan có thể cho biết nguyên nhân vì sao sau khi 49 ngày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì Hồng Loan lại đuổi mẹ con của dì Sáu và Hồng Phượng ra khỏi nhà như vậy không ạ? Nhưng mâu thuẫn với Hồng Phượng thì nói chung là cũng không có nhiều. Còn mà nói về mặt là cảm thấy không an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở đó. Và với một phần nữa là cô Sáu đem những cái mê tín dị đoan về tâm linh làm trước 49 ngày của ba, rồi sau đó lại đem những cái tâm linh về nữa, thì làm cho nó Nói rất đem là những tâm linh về nhà, vậy những tâm linh đó là những tâm linh gì? Có thể Hồng Phượng nói rõ ra cho mọi người biết cái được không? tượng, rồi có những cái lá Đúng bùa này kia nữa trong nhà, để lên ngay cái bàn thờ bà dị của ba Lon, là trước 49 ngày là Lon thấy cái đó, là thấy nó là Lon rất là sợ, rồi không biết là ba có sao không, gia đình có sao không. Nói chung là gia đình của Sáu ở đó rồi thấy không có an toàn và tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất là nhiều, cho nên dẫn đến là phải mời gia đình của Sáu ra khỏi nhà. Về phía Thành Mỹ cũng nói lên nguyên nhân về cô Sáu giống như một người khó tính khắc nghiệt. Nhiều khi trong nhà nói chuyện lớn tiếng, cô Sáu cũng không hài lòng và chửi bới. Có lần ăn cơm thì cũng không dám dọn ra ăn trước mặt cô Sáu, mà đợi khi cô Sáu lên lầu rồi mới dám dọn ra ăn và cười giỡn với nhau. Và đây là Mỹ, con cũng là con cháu trong gia đình, thì sẽ hiểu và nói về tính cách của cô Sáu và Hồng Phượng suốt thời gian sống chung. Chị giới thiệu hai bạn đó. Đây là Mỹ, Võ Thành Mỹ là con của bác Tư, là anh của ba Lon. Còn đây là Bùm Bùm, là tên thật là Võ Trần Thị Dung, là con của chú Bảy, là ông Võ Thành Nhiêu. Chú Hồng Tử Linh, đây là con chị em trong nhà đều là con cháu thì đều biết rõ tình hình và tính cách mỗi người trong nhà, thì những mai Mỹ sẽ cho mọi người hiểu rõ. Em biết có thể chia sẻ Thì em là cá nhân em ở với lại cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng cũng tương đối là lâu. em ở chung nhà của chú Cố Linh luôn à? Trước đó thì em có ở với cô Sáu trước, và sau này tầm khoảng gần 2 năm nay thì em mới về nhà của chú Linh. Thì em ở cô Sáu tầm khoảng trên 20 năm. Thì cái tính cách của cô Sáu thì là người khá là nóng tính và thường xuyên là la mắng những người xung quanh gia đình. Thì độ khoảng tầm gần đây, trong lúc mà mâu thuẫn xảy ra gia đình đó, thì cô Sáu thường xuyên là có những thái độ cáu gắt với lại em Bưng và Đoàn. Thì lúc đầu thì em cũng không có suy nghĩ về nhiều về cái này, vì cá nhân em thì một bên thì là cô của mình, một bên thì là em, thì em cũng không biết là mình phải bênh vực ai được quá nhiều. Tuy nhiên là xét lại những cái tình tiết mà em được biết đó, thì em thấy là làm đúng. Thì cá nhân em thì về còn cô Sáu á, cái nhà ngày trước là gọi là nhà từ đường của ông bà nội, thì cô Sáu đã làm mất rồi, nên là em cảm thấy Là mất là nó có nhiều cái sự việc xảy ra, nên là tại lúc em còn nhỏ nên em không có được biết quá nhiều. Em chỉ được biết là trước đó thì nhà đó là nhà từ đường của ông bà nội. Thì sau khi mà ba của em mất á, thì cô Sáu với lại là chú Linh có xảy ra một số việc, những đến cái sự việc là cô Sáu về nhà từ đường của ông bà nội ở. Thì bằng một cách nào đó thì cô Sáu đã xin chú Linh được là đứng tên của chủ quyền căn nhà đó. Mà sau đó thì
tầm khoảng vài năm sau thì có xảy ra một số việc để một lớp cũng khá nhỏ, không có được biết quá nhiều. Thì nhà cũng sẽ đã bị cưỡng chế và lấy mất. Và xong tới thời điểm hiện tại thì cái vụ việc mà chú Linh mất á, em cảm thấy là em không có yên tâm về cái vấn đề mà cô Sáu Hồng Nhung hay là Hồng Phượng can thiệp vào cái vấn đề tài sản của Lan. Cho nên là em mới đứng ra để đứng về phía của Lan để bảo vệ Lan. Thì từ thời điểm đó là cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng có những cái thái độ khá là khó chịu với em, và luôn liếc lườm mọi từ những cái nhất cử nhất động hay là lời nói của em đều bị đấy. Và đến lúc mà anh chị em của em trong gia đình á muốn ngồi xuống ăn một cái bữa cơm thì cũng phải đợi cô Sáu đi lên đi làm thì mới dám được dọn ra, chứ cũng không có nói gì mà là quá nhiều khi mà có mặt cô Sáu ở đó. Còn em buông thì em đi sao? Em thì mới về ở chung chị Đoan khoảng chưa được tháng nay, thì đúng như là mình thấy cô Sáu từ khi bác mất thì cô Sáu rất là thay đổi. Từ những cái thái độ, cách đối xử của tụi em cũng là khó chịu, tụi em cảm thấy sợ lắm, sợ gặp cô Sáu. Mà cũng như Mỹ nói là mỗi lần mà ăn cơm hay là muốn vui vẻ nói chuyện với nhau cũng không dám nữa, phải sợ, phải đợi cô Sáu lên lầu rồi mới đi rồi mới dám ngồi nói chuyện vui vẻ. Những điều này cho thấy cô Sáu đã gây áp lực quá lớn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Mọi người cho rằng để cô Sáu trong nhà như vậy, không biết cô Sáu có bị stress mà làm điều gì tổn hại đến những thành viên trong gia đình hay không. Vì vậy, mọi người quyết định mời cô Sáu ra khỏi nhà. Lúc đầu, Hồng Lan cũng có ý định cho cô Sáu ở lại trong nhà để sum họp cùng con cháu. Còn Phượng Rùi vì có chồng rồi nên hãy về bên nhà chồng. Nhưng sau khi thấy cô Sáu căng thẳng như vậy và còn đem cả những thứ tâm linh bùa ngải về nhà như vậy, nên Hồng Loan đã quyết định mời cả hai mẹ con ra khỏi nhà. Hồng Loan có thể cho biết sự việc mà giữa Hồng Loan và Hồng Phượng có những cái mâu thuẫn với nhau đó là ngay từ lúc nào? Tôi nhận biết hết. Lúc đó là do anh, do mọi. Nghe về phần bên cô Dương Tiên là lùm xùm với anh Vũ Luân, thì lúc đó Long cũng thấy rồi, là Long điện thoại anh Luân là vụ này đã làm sao, thì anh Long cũng có nói hết cho Long là do Hồng Phượng đem về. Thì Long cũng bỡ ngỡ là tại sao Hồng Phượng đem về mà tại sao không nói với mình một tiếng, thì vì mình cũng là chị em hồi nhỏ với Hồng Phượng này nọ. Thì lúc mà đám của ba thì có hai người ở trên bên phòng kế bên phòng ba là cầm máy quay với quay phim chụp hình vô, thì Long cũng nghĩ là lúc đó Long có hỏi nó, ủa hai người này ở đâu, Long sợ như là YouTube đó bắt đầu cũng trà trộn vô phòng nhiều lắm. Thì nó mới hỏi ủa hai người này ở đâu, thì Hồng Phượng mới đi ra, Hồng Phượng nói đó, cái đó là của tôi. Thì nó nói vậy hả. Thì trong lúc đó nó cũng nghĩ là giống như hồi xưa là mình nhà có tiệc gì thì mời kia mới quay với phim chụp hình về để làm kỷ niệm thôi, thì để cứ để cho tao quay để lưu lại kỷ niệm của ba. Nhưng mà không ngờ cái đó lại là của BH với lại bên kênh YouTube của Hồng Phượng đem về. Thì mình cảm thấy nó là mình nói chung là thấy không được tôn trọng Hồng Phượng, có nhiều cách mà không tôn trọng Long, cho nên Long dẫn tới có nhiều cái mâu thuẫn như không là lúc đó là không muốn nói chuyện qua lại với nhau. Trước khi em mời hai mẹ con ra khỏi thì trước đó em có đề cập đến cái việc là họ nên rời khỏi nhà hay không, hay là sau 49 ngày thì có một cái bức xúc nào đấy khiến em mời họ, hay là trước đó em đã nói là ngày nào ngày ấy thì sau, hoặc là tương lai sau này thì cô với em dọn ra không? Mình có nói những cái chuyện như thế không? Trong 49 ngày Long cũng có nghe những chuyện là kể về đời tư của Long và nói xấu ba, nói xấu đời tư Long này nọ. Thì nói chung thì về gia đình chồng trước của Long thì Long cũng ai cũng biết, thì Long cũng đã ly dị chồng rồi chứ Long đâu có làm bé cho ai đâu mà ấy, Long sợ. Nhưng mà giống như thì gia đình ai cũng biết là Long có chồng có con như vậy, cũng đâu nên là đem đi kể ra đời tư của Long. Rồi bức xúc cũng nhiều chuyện lắm. Mà Long buồn nhất là ba Long vừa mất mà đem kể xấu ba Long này nọ. Như là giờ có chuyện gì thì cứ gia đình rồi nói chuyện với nhau, chứ còn mà đem ba Long lên để kể xấu thì nó không chấp nhận được điều đó. Kể xấu trên mạng xã hội. Thì dẫn đến cái chuyện là mình không còn tiếng nói chung được nữa. Thì tôi xin mời gia đình cô Sáu và
mọi người ra ngoài để rồi sau đó bình tĩnh lại có thể ngồi nói chuyện với nhau thời gian sau này. Em có thể nói là kẻ xấu chú Linh chú gì không ạ? Nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Hồng Loan có thể giải thích về cái sự việc mà mở két sắt trước đây thì Hồng Phượng cũng đã nói rằng là khi mở két sắt ra có 4.200 đô thì Hồng Loan lại nói là 13.000 ở trong két sắt. Sự việc này như thế nào, Hồng Loan có thể nói rõ hơn nữa được không ạ? Tức là vậy, cái lúc mà Loan mở két sắt ra là có sự chứng kiến của bác Sạch Thành và Bùm Bùm. Và thì phải sạch thành cho Bùm và sau đó là Loan có thông báo cho bên anh Xô, tức là anh Thanh đó, là con nuôi của ba, để biết là ngày đó Loan mở tủ để Loan coi lại tọt lại những cái số tiền đó thôi, chứ Loan không có là ý định là này nọ, nhưng mà cũng phải để lại là sau này để có gì mà lo lại phần mộ cho ba này kia thôi. Thì trong đó là có khoảng là 113 tờ 100 đô, tức là 11.300 đô, chứ không phải là 13.000. Thì chị Loan để lại 4.100, còn lại là chị Loan. Vậy là đúng rồi, khớp em. Tại vì lúc mà trong bệnh viện em mở em có thấy vòng vàng cái thứ không? Không, lúc mà mở là không còn thấy gì nữa. Thế em thấy vòng vàng vào cái thời điểm nào? Em bảo là em thấy cái những cái vòng vàng đó, tại vì Phượng nói là Phượng không thấy vòng vàng gì luôn, cái tủ là trống bóc. Mấy cái video mà hỏi biết nghe đó. Em không cần cái tủ trống bóc luôn, chỉ còn có bao nhiêu đó tiền thôi. Thì trước đó là ba cũng có dặn là sau này con mở tủ ra con lấy tiền đi sửa xe cho ba này nọ, phải giữ kỷ niệm lại cho ba. Thì lúc đó nghĩ là ba đã biết là tình trạng mình không qua khỏi gì đó. Về chuyện miếng đất mà trước đây đã bàn bạc với nhau rằng sẽ bán đi để chia ra mỗi người mỗi ít, thì Hồng Loan cho rằng việc này đã không còn cần nữa rồi. Vì có quá nhiều mâu thuẫn và cô Sáu đã tạo áp lực quá lớn nên Hồng Loan lại càng muốn mời cả hai đi. Về phía cô Sáu thì cô quyết định sẽ kiện đến cùng vì cô Sáu cho rằng Hồng Loan là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, còn cô Sáu là em ruột nhưng lại bị một đứa con nuôi đuổi đi nên cô Sáu có phần ấm ức. Cái chuyện mà cô Sáu khởi kiện em là kiện em trước khi em mời họ ra khỏi nhà hay là sau khi em mời họ ra khỏi nhà thì họ mới kiện? Mới gửi đơn kiện? Em có biết không? Như là trước rồi. Tại vì ở tòa là chị đi nắm giấy tờ mà. Bất kể cái bằng vi bằng hôm qua chị đi phát tán lên ra ngoài cũng là chị đi nắm. Thì cái này đề nghị là bạn sẽ bán đất để chia cho anh em bà con, thì mẹ con Phượng có nói là cái lô ấy bị quy hoạch rồi hay không? Có nói cho Loan biết luôn tại chỗ như thế không? Dạ không, không có nói bị quy hoạch. Thì Loan cũng có đề xuất lúc đầu, Loan có đề xuất là sẽ bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng và chia cho con cháu của ba, tức là anh em trong nhà của Loan, của ba Loan. Thì đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại thì Loan thấy việc đó không cần thiết nữa. Tại vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình của Sáu. Có nghĩa là Loan vẫn bình thường thì cũng muốn gia đình sum họp để mà lo nhà cửa hôn khói cho ba, cho của quyền này thôi. Với lại cũng muốn chị Nga ở nhà thì cũng nói chung là thời gian thì cũng không theo ý mình, thì rồi thì gia đình của Sáu cũng này nọ thì mình cũng không, Loan cũng không muốn. Loan ơi, Hồng Phượng có nói là nếu mà ví dụ như là lúc mà khi mà gia đình xảy ra những cái vấn đề như vậy thì nếu mà ví dụ như là Loan ngồi đó xuống là nói chuyện nhẹ nhàng và giải thích cho Hồng Phượng thì Hồng Phượng sẽ sắp xếp thời gian và đồng ý dọn nó khỏi nhà, chứ không phải là mang theo cái sự bức xúc như vậy. Thì không biết rằng là cái thông tin này nó như thế nào. Cô nói là đùng một cái thì tự nhiên một hôm đi về thì lại ở cái cổ lỗ khóa đồ này kia thì nó khá là đột ngột, cho nên là cổ bị sốc, bị tổn thương á. Thế em giải thích sao? Đúng. Cái bữa hôm đó chị có nói là cô Sáu lại đây đi thì cũng bên chồng ở thời gian đi về để thông sự rồi lại có nói trước. Cái hôm mà họp chung với BH thì Long cũng có nói là Hồng Phượng có chồng rồi thì nên về bên chồng sống, rồi cô Sáu thì vẫn ở đây với Don. Với lại Long cũng muốn một phần là có một gia đình riêng để mà lo cho gia đình của Lon, không bị rối như là nhiều quá, mình không biết làm sao để lo hết nó sẽ. Thì Long cũng có nói như vậy, mà về sau này thì bắt đầu có nhiều cái mâu thuẫn quá, rồi một phần là cô Sáu tạo áp lực này nọ cho gia đình, rồi cảm thấy không an toàn nữa, thì Long cũng phải một ngày đó mời gia đình cô Sáu đi thôi. Còn chị Nga thì sao nhỉ? Tại vì thấy mời chị Nga đi trước, chị Nga thì như thế nào?
Tại vì nghe nói là chị Nga cũng rất là tốt với chú Linh, chăm sóc chú này kia, thì chưa biết làm sao mà mình có vẻ mời chị đi hơi sớm ha. Tại một phần lúc đầu Long cũng nói với chị Nga là chị ở đây với em đi. Để hả, tại trước giờ chị cũng biết tính tình ba rồi, khẩu vị ba này nọ, thì chị nấu ba ăn dễ hơn, hiểu ba hơn em, thì chị nấu chị với là phụ em coi con nhà này nọ đó, rồi nói chung là rất là thiện cảm, là muốn chị Nga ở đây với em để lo không khó cho ba. Mà sau này không hiểu gì lý do gì mà tự nhiên chị Nga đăng lên Facebook đó là thưa Long là nó xúc phạm chị Nga, rồi về nhà có những cái kiểu cách làm như là muốn nói gì Long là nói, muốn chửi Long là chửi gì đó, con không hiểu, nhưng mà thấy nó làm sao đó thôi. Với lại một phần chị Nga cũng có cha mẹ chị Nga với gia đình chị Nga, thì cũng phải để chị về để lo cho cha mẹ của chị, chứ mình cũng đâu có quyền, với lại mình cũng không có được là bắt chị không được lo cha mẹ gia đình chị đâu. Thì nên thôi mình thấy tốt nhất là chị mời chị về để mình lo cho ba cũng được. Trước đây thì có những thông tin trên mạng cho rằng lúc mà nghệ sĩ ưu tú của Linh bệnh nằm bệnh viện thì Hồng Loan không có đến chăm sóc mà để cho cô Hồng Nga chăm sóc hết mọi thứ. Những sự việc này có đúng hay không ạ? Đó là hoàn toàn sai nha. Hồng Loan ở suốt với ba Loan ở trong đó với chị Nga là 2 tuần, là bao nhiêu tiến triển, bao nhiêu diễn biến bệnh của ba, là ba nằm phòng cấp cứu ở đây, Loan nằm bệnh này thì ai hết, nói chung là rất là đau, mong đi làm sao cứu ba ra được. Nên là cái ngày mà bà hôn mê đó, mẹ chở bà về bà mất á, thì thấy gia đình cũng do dự, không biết nên đi về không, mà lo sợ bà mất trong đó. Còn có quỳ xuống lại, quỳ lại cô Sáu, đinh gì bà về đi, bao nhiêu tai tiếng luôn chịu hết. Con chỉ sợ là bà mất trong đó thôi. Còn những người ai mà nói lo không có lo thì không hoàn toàn không có. Còn lúc mà ba bệnh nằm bệnh viện này bệnh viện kia, thì nó cũng ở nhà chồng. Long cũng sắp xe, Long tự Long chạy luôn, Long tới bệnh viện này bệnh viện kia để phụ chị Nga lo. Nói chung là khóc, lúc đó là dịch, ở bệnh viện người ta không cho ở chung nhiều, thì chỉ có một người lo thôi, thì Long phải chịu trách nhiệm chạy đi chạy về để lo, chứ Long không bao giờ bỏ bà. Chỉ cần nghe ba ở bệnh viện nào là Long lên bệnh viện đó. Có cái thông tin này thì nếu mà Loan không muốn trả lời thì chị có thể không trả lời cũng không sao, đó là có thông tin là cái mâu thuẫn giữa Loan và với lại gia đình của cô Hồng Dung với lại Hồng Phượng là do là từ nhỏ là khi mà chú Vũ Linh đi diễn và Hồng Loan sống với lại gia đình của mẹ con của nghệ sĩ Hồng Phượng thì có mẹ con Hồng Phượng không có đối xử tốt với Loan nên nó xảy ra những cái mâu thuẫn tích tụ dần từ nhỏ cho đến lớn, thì không biết là như thế nào không chị? Cũng có, đúng cũng có, nên nhiều lúc từ nhỏ thì lúc mà cô Sáu về nhà gia đình ba ở thì cũng có tạo áp lực rất là nhiều. Lúc đó là còn đi học thì nó cảm giác là không muốn ở nhà nữa, cũng muốn đi luôn để thôi, để cho những cái thoải mái. Có phải là từ nhỏ là phía gia đình của nghệ sĩ Hồng Dung cứ mặc định chị là con nuôi nên khiến cho bản thân chị bị mặc cảm không chị, hay là như thế nào? Đúng rồi. Chắc là không có thương em. Không có thương. Còn về bộ kiểm tra điều kiện của chị, khi mà chị biết tin mình điều kiện về điều kiện cảm xúc của chị đó. Thì nói chung bây giờ là mình trước giờ là cũng không muốn dính tới điều kiện gì hết, nhưng mà bây giờ thì cô Sáu đã kiện rồi thì Long chấp nhận Long đi học thôi. Nhưng mà nói chung thì cũng sợ, chỉ biết là ba sợ ba buồn, rồi chỉ sợ ảnh hưởng đến ba thôi. Còn Long thì Long chịu được hết. Bạn biết mình bị kiện sau 49 ngày hay là trước 49 ngày bạn đã biết mình bị kiện rồi? Trước đó, trước 49 ngày. Có nghĩa là trước 49 ngày thì bạn đã biết mình kiện, và cái chuyện mà bạn mời hai mẹ con ra là sau 49 ngày bạn mới mời đúng không? Và cô Sáu cho rằng về việc tiền phúng điếu không cần phải sao kê, vì trong đám tang có rất nhiều nghệ sĩ đến dự, sao kê như thế sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ khác. Về phía Hồng Loan thì bắt buộc phải sao kê. Vậy theo quý vị thì liệu có nên sao kê hay không? Hôm qua thấy chị đăng lên trang cá nhân của chị bảo rằng kêu Hồng Phượng sao kê tất cả những sự việc sau khi đám tang. Thì sao chị có những cái ý nghĩ như vậy? Chị có một cái nghi ngờ về Hồng Phượng hay sao ạ? Một cái điều ở đây Long quan tâm nhất là về chuyện viên góp. Và sau đó là muốn yêu cầu Hồng Phượng phải sao kê rõ ràng. Còn những cái mà thấy Hồng Phượng đem lên thì Long thấy không chấp nhận được. Phượng nói là những hình như là cái quyên góp đó thì do một cái người nào ở nước ngoài hiện đang giữ cái số đó ha?
chứ Phượng không có giữ, thì cái đó Loan có biết không? Cái quyên góp đó thì quyên góp vào một tài khoản của người nào đó ở nước ngoài kêu gọi cái chuyện đó. Thì nếu mà Hồng Phượng thì bây giờ phải Hồng Phượng kêu những người đó phải sao kê ra cho Loan cho rõ ràng, chứ bây giờ đẩy qua đẩy lại hoài thì Loan cũng đâu có biết được. Nhờ mọi người chuyển những cái thông tin về cho Loan để sau này Loan có thể gửi trả lại cho khán giả, và ai mà không nhận thì Loan sẽ đi góp hết cho ba Loan để làm từ thiện. Những cái khoản như là cái BH Media là những cái cung phiếu rồi những cái tiền này gì kia thì có bao giờ mà bên phía Phượng có nói là có trao đổi với em và bàn bạc là ai sẽ giữ số tiền đó hay là như thế nào hay không? Và những cái trong cái đám tang này em có chủ động em muốn lo cái phần nào hay không? Tại vì chị thấy hầu như là bên Phượng là lo hết, lo từ đám ma thu tiền cúng đéo, lo đến BH Media rồi giữ luôn cái tiền trong cái két đó. Thì em có lúc nào mà em chủ động em hoặc là em mong muốn là em sẽ được quản những cái vấn đề đó hay không? Hay là em tham gia những chuyện đó hay không? Cái bữa mà tiền cúng đéo thì bạn ấy có một cái tấm hình mà em cũng có ở đó kiểm, thì bữa đó em có ý kiến gì về cái cúng đéo đó hay không? Nói trước về phần đám tang thì đó thì gia đình cũng đang bối rối, thì có anh em con cháu hay con trong nhà thì phụ với nhau được thì phụ, thì nó cũng không nghĩ gì là về phần tiền hay này kia hết, thì ai phụ được gì thì phụ thôi. Rồi đến cái phần mà mở thùng cúng điếu thì có em già bưng đó thì cũng nghĩ là mình kiểm soát ra rồi, thì chi tiêu hay là giữ gì thì phần Hồng Phượng của Sáu sẽ hỏi ra một, nhưng ý là hỏi là bây giờ cô giữ là để đó, để tại vì con ở xa, con không lên kịp để chi tiêu trả những trong cái đám của ba, thì có thể hỏi là một tiếng, nhưng mà này không hỏi. Họ cứ mặc định là họ sẽ giữ cái đó. Đúng rồi, mặc định là thấy đó là gom bỏ vô tủ. Bữa đó là có em rồi, tức là đến sau hết rồi á, thì không hỏi chị Lan là cái này giờ cô hay con giữ, thì không hỏi. Chị Lan thì chị hiền đó, chị cũng không hỏi. Thì vừa đếm xong là cái chị Phụng cột tiền lại, có một cái giỏ của chị Phụng, tại đếm phòng của chị Phụng là cột tiền lại bỏ không hay trong giỏ luôn. Thì có nói với chị Lan là tôi cứ ứng trước 60 triệu để làm đám nam cậu bữa giờ á, thì lấy trước cái phần lại nha. Chị Phụng nó lấy ra riêng 60 triệu, còn lại là chị Phụng bỏ vô cái giỏ của chị Phụng cô sớm. Cái giỏ nó để sẵn trong phòng đó, là không có hỏi chị Lan, cũng không hỏi gì mình. Chị Lan thì không có hỏi luôn, thì những ngày tôi thấy gì thôi chị cũng yên luôn. Cái 49 ngày thì là cô Sáu làm mà cúng này, cô Sáu ra tiền để cúng này. 49 ngày thì cũng nghe là có quyên góp đó, mà Loan cũng không biết là đó là cô Sáu bỏ hay là Bạch Thành bỏ. Em hỏi một xíu là về cái việc mà hôm qua, hôm trước chị Phụng đã báo chí và có tung cái bản thương chi á, thu được bao nhiêu tiền và chi bao nhiêu tiền, có cái một cái danh sách gì vậy đó. Thì bản thân chị khi mà thấy được cái bản thương chi đó rồi thì nó có thỏa mãn đúng với những cái em thấy hợp lý hay không? Hợp lý gì không? Thì con coi chỉ nha. Coi được một lần là lúc mà đem 21 ngày cô Sáu kêu lên mở tủ của ba, thì Hồng Phượng với cô Sáu đem cái khoản nó xuống cho Long coi, rồi là bắt đầu là Hồng Phượng giữ luôn tới giờ. Ông sùm lắm, cũng không nhìn rõ, nhưng mà cũng không thấy được những cái hóa đơn. Có nghĩa là họ kê ra như vậy thôi chứ em cũng không có thấy được là hóa đơn chi tiêu này kia đúng không? Đúng. Tức là những cái khoản mà Hồng Lan chi ra hoặc là gia đình chi ra các khoản như vậy đó, thì có thông qua phường, gia đình của phường chi ra như vậy thì có thông qua đó mà có phải ý kiến của Lan chi ra xong rồi bắt đầu mới báo với Lan. Tức là trước đó là họ tự chi đúng. Tức là ngày thứ 21 là đã cái tiền cúng điếu là lúc đó cái ngày họ đó cũng có em, thì chị cũng có đưa ra một cái tờ giấy lệnh thì có nói gì lại là 670 triệu này, thì hiện tại là bây giờ chỉ còn có 13 triệu thôi. Là cái ngày thứ 21 á là chị Phụ xác nhận với chị Lan là tiền cúng điếu là chỉ còn có 13 triệu thôi. Mình cũng là một trong những nhân tố tạo nên sự ồn ào sau khi mất như vậy á, thì Lan có thể chia sẻ cảm xúc của mình cảm thấy
anh đang cảm thấy hối hận hay là cảm thấy biết là bất cứ thứ gì, tức là cảm xúc rất là thật của Lan về cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là khi mà khi Hà chị nhận cái mời này thì có nói là Lan muốn kết thúc cái chuyện này thì mình muốn kết thúc nó sẽ như thế nào, tức là mời cái kết nó sẽ như thế nào để có thể thỏa mãn được bản thân mình cũng như là giữ lại được cái tâm hồn cho chú Ngũ Linh. Mình ý trước ha, anh nghĩ đầu tiên là cảm xúc nó bị như thế nào khi mà cái chuyện ồn ào này nó ảnh hưởng tới thanh danh của chú Ngũ Linh. Thì về những cái này thì Lan chỉ biết thấy buồn thôi. Mình buồn vậy mình có cái giải pháp nào đó để mà tức là khi mà mình tìm một cái giải pháp hoặc là mình đang theo câu chuyện này á thì mình có bao giờ được ở cái cảnh Ngũ Linh thì để mình biết rằng là cái tình cảnh mình sẽ như thế nào hoặc là nếu biết cái chuyện này có như thế nào không? Em có thể em có đáng tiếc không khi mà cái mối quan hệ gia đình nó là thân thiết như thế mà bị bây giờ nó bị xung đột, nó khó có thể nhìn mặt nhau á, thì em bản thân em có cái mong muốn gì hay không, có nghĩa là có thể ngồi lại nói chuyện với người hay là muốn cắt đứt luôn hay là em mong muốn như thế nào để cái việc này nó lắng xuống và mọi người cũng có cái tâm lý thoải mái, thì em có cái ý định gì hay không thì chị thấy sao? Thì là cái mong muốn của em về cái việc này sẽ là thành công không? Thì Lon nói chung là Lon cũng không muốn những chuyện trong gia đình mà lúc mà ba mất và ra bài hết ra ngoài cho mọi người biết, thì cũng nghĩ là sẽ rất là ba rất là buồn. Nói chung là Lon cũng rất là tin tưởng về cô Sáu và Hồng Phượng, cho nên là để cho cô Sáu với Hồng Phượng là toàn quyền quyết định trong chuyện đám tang và đến những cái thất này nọ thôi. Sau cái chuyện mà ồn ào như vậy thì bản thân chị có thấy có lỗi với ba mình cũng có chứ, con cũng thì con nói rồi thì là con cũng không muốn chuyện xấu chuyện đẹp gì trong gia đình để ngoài người thấy là nó sẽ cười ba, tại vì ba một đời là rất là kính tiếng và cho đến lúc ba mất cũng vậy. Khi mà chị muốn chuyện này kết thúc á thì nó sẽ kết thúc như thế nào, tức là nguyện vọng của chị như thế nào khi mà có cái buổi gặp nữa là nó ở các lại cô cuối là cái cuộc sống của chị dự định sau này như thế nào khi mà sau buồn màu này á, nhưng mà chị có nói là chị dọn nhà ra ở rồi cũng mở như vậy gì thì cũng muốn mọi chuyện được êm ấm để cho ba được an nghỉ thôi, rồi sau này thì con cũng tin là buôn bán tại nhà để mà còn lo cuộc sống sau này cho lo, với lại được lo tổ tiên ông bà, thờ tổ tiên ông bà để cho ba. Câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn như thế nào, mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng đón xem ở tập sau. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật thông tin một cách nhanh nhất trên kênh Chuyện Quê Tôi.